chắc luôn anh ơi. Cảm ơn Trần Thị Thảo nha em. Mọi người ai đang theo dõi livestream thì chia sẻ livestream nha, để nhận ưu đãi giảm giá khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện nha. Nhìn thấy tay không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 49 tuổi rồi hả? Đó, 49 tuổi rồi đi làm đẹp nha cả nhà. Út Hải em thích mũi lắm, có đau không anh? Có đau không? Không đau phải không? Vừa làm xong luôn phải không? Không có đau gì đúng không? Đó, làm mà không có đau gì đâu. Kiều Anh em thấy đẹp lắm anh, cảm ơn em nha. Cái đẹp thì chia sẻ livestream cho anh nha, rồi thu xếp về làm nha. Hoa Kim Phạm em có chia sẻ rồi, bác sĩ đẹp trai. Cảm ơn em nha, bác sĩ đẹp trai, cảm ơn em. Có cô bao nhiêu tuổi rồi cô ơi? Bao nhiêu rồi? 49 tuổi rồi nha cả nhà. Năm nay là 49 tuổi rồi, đi làm đẹp nha. Dáng mũi cực kỳ đẹp luôn, cao và đẹp, rất là đẹp luôn. Đẹp gọn ha. Dạ, rất là gọn luôn. Chị ơi, chị ơi. Rất là gọn. Út Hải Tết em về lên anh nha, ok em nha. Tết về thu xếp lên cơ lên lên bên anh làm nha. Đó. Thì Thảo Nguyễn Trần trời 49 tuổi mà còn làm đẹp nữa, đúng rồi. Làm đẹp là không tuổi tác nha. Làm đẹp là không tuổi tác, 49 hay 50 thì làm được hết. Bên anh là mấy cô là 72 tuổi rồi còn làm mà. Đó, ta đẹp luôn, mũi vừa vặn ha. Dạ, hai gò má nó không có ấy nè, bớt nhanh. Dạ, đúng rồi, bớt hai chỗ gò má nó bớt nhanh đúng không? Mũi bên đầu là da mỏng quá ha. Da mỏng quá nên em bọc thêm một lớp da mua cho chị nữa nha. Đó, bọc đây nè, bọc lớp da trên này cho nó dày thêm đó nha. Da bên đầu mỏng quá mà nha. Cho thấy thay đổi nhiều không? Thay đổi khác. Khác nhiều không? Thấy khác nhiều không? Khác nhiều phải không? Rồi mình ngồi dậy xíu ha, quay nha. Dạ, đổi dậy nè. Rồi quay qua bên này, quay bên kia. Đây, 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 đây. Đây nha, đây là dáng mũi mà sau khi mà ngồi dậy đây, đẹp không? Bữa nào qua đây làm răng luôn nha. Mũi đẹp quá anh ơi, cảm ơn Quỳnh Nguyễn nha Quỳnh Nguyễn. Tuổi làm đẹp, đúng rồi, làm đẹp là không phân biệt tuổi tác. Rồi đây quay ngang đây, cũng là lờ la cao tây luôn nha cả nhà, cũng là làm lờ la cao tây luôn nha. Chị thấy khác coi gương quá trời, đúng rồi đúng không? Xong rồi tới làm sụn sườn, làm mũi sụn sườn đúng không? Rồi tiếng hút mở bụng đúng không? Là em gái tiếng hút mở bụng đúng không? Rồi mình là tới đây làm mũi đúng không? Tinh Na Thanh Thảo đẹp quá, viền luôn, cảm ơn Tinh Na Thanh Thảo nha. Rồi nhìn chính diện cho em coi nè, đây là nhìn chính diện luôn, đây là nhìn chính diện là rất là thẳng ha, mũi thẳng lắm nha. Đó, quay ngang cũng đẹp luôn này, quay ngang là chuẩn lờ lai luôn nha. Đó, chi phí mũi này thì là 35 triệu đồng nha cả nhà. Chi phí mũi này là 35 triệu đồng. Cô cắt mắt nữa là ok. Chuyển xong nữa cắt mắt đi nha. Chuyển xong cắt mắt luôn là đẹp nha. Với lại làm hàm răng luôn, làm xuất sắc luôn, không có ai bằng luôn á. Mắt mình mắt cắt nữa hả? Dạ đúng rồi, cắt cho nó bớt da dư, mở thừa đi ha. Nhìn tây lắm luôn, cảm ơn em nha. Đó, quay hành thẳng qua bên này đi, quay bỏ chân qua. Là thịt cho em phòng bỏ bánh một xíu là khi mà mình làm mình có thấy đau gì không? Không có thấy đau chút nào luôn, thật lòng, thật lòng là không có đau. Lúc mà mình gây tê em có biết không? Thấy bị nhân ngủ luôn phải không? Đi mắt lại cái ngủ luôn. Đó là không có đau đúng không? Đó. Cho nên là mọi người cứ an tâm mà qua làm đẹp nha. Đây là cũng nhát dữ lắm nè. Và hôm nay thì mình đi với em tới đây làm gì? Mũi gì? Mũi sườn. Yeah. Đúng rồi, hôm nay là hai chị cháu lớn. Hai chị cháu là hai người em. Chị với đây là thứ hai. Đây là thứ hai, còn chị kia là chị không? Thứ ba. Rồi nhỏ hỏm thì thứ bảy. Anh ơi cho em hỏi mũi lờ lai với ép lai là khác nhau như thế nào? Chào em. Mũi lờ lai là mũi cao tây. Có dáng L và mũi ép lai là mũi cao tự nhiên. Nha em, mũi này là mũi lờ lai nha. Đây. 49 tuổi rồi nhưng mà vẫn làm đồ lai cao tay nha cả nhà. Đó, mới mũi ban đầu thì thấp lắm nha, rất là ngắn, nhưng mà sau chị Lệ ơi đẹp luôn chị Lệ. Mũi ban đầu thì thấp ngắn nhưng mà sau khi mà mở cửa ra thì rất là cao và dài đúng không? Ban đầu thấp lắm đúng không? Đó. Cảm ơn Bi Trang đã đàn lời khen nha Bi Trang. Rồi bây giờ mình nằm xuống ha, bây giờ mình nằm xuống nha, mình nằm xuống để mình nẹp lại cái mũi của mình nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cái quá trình mà nẹp mũi lại cho cả nhà xem nha. Đó, 49 tuổi rồi nha cả nhà, cũng còn trẻ nữa đâu nha. 49 tuổi rồi nhưng mà làm ra rất là đẹp luôn.
thay đổi rất là nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ nẹp lại cái dáng mũi này cho khách hàng nha cả nhà. Xin chào Lê Thị nha. Đây, đây là cái dáng mũi mà sau khi làm ra, để mình nẹp lại cho cả nhà xem nha. Cả nhà ai mà chưa có mạnh dạn đi làm đẹp thì cứ mạnh dạn đi làm đi nha, đừng có lo nha. Qua bên mình làm rồi đảm bảo là sẽ đẹp, là an tâm tuyệt đối nha. Còn đứa Út nữa nó về, hổng về làm không kịp đó. Dạ. Kéo nguyên gia đình lên đây làm hết nha. À, thì có bốn chị em làm, bốn em nữa, để dắt con trai đây làm luôn. Rồi. Trai nó lỗ mũi nó cao mà hai bên em bự quá. À, dạ. Nó đẹp lắm, nó trắng tư gà, nó là tóc nữ. Kỳ Thúy An. Mà nó hai cái triệu, này nè. Kỳ Thúy An à. Dạ. Cái này 35 triệu nha em. Vừa làm xong luôn đấy em à. Dạ. Nữa làm cho con trai làm này. Dạ. Nó làm ta tóc nữ đó, nó đẹp trai lắm, trắng tư gà mà cái lỗ mũi nó cao mà nó cái hai bên nó bự. Dạ. Nàng khoái. Nhìn đẹp trai lắm, nàng khoái. Vậy nữa thì dắt cho nó đi làm. Dạ. Đẹp trai à. Nó đẹp trai trắng tư à, nó cao gáo lắm mà đúng mũi nó cao mà hai bên nó bự, hai bên ấy nó hơi bự nè, nó xin làm phái, nó xin mẹ ơi cho con đi sửa gáy là ờ để nó mẹ đi sửa nhẹ nó đấy. Dạ. Đang làm tóc nữ đẹp lắm, làm tóc đúng mũi nó dài mà nó cao lắm mà dạ, nó cho mẹ đẹp trai lắm, mẹ ngắn cũng là mũi mẹ bị hạnh nữa. Dạ. Sau khi sửa ra thì rất là đẹp luôn nha. Dạ. Dạ. Sửa lông mũi này giữ tiền lại mới được. Dạ, đúng rồi, mũi ngắn quá là tiền dạ. Đi hết. Có dạ, đúng rồi, đúng rồi. Mấy nhân tiền đúng không? Hôm nay là coi trăm mấy đó, hôm nay dạ. Là cái trăm mấy đó, hồi đó giờ. Hồng Lâm đẹp lắm, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Cô này 49 tuổi rồi nha. Dạ. Lặng nhìn cuộc sống đẹp quá. Chẳng cảm ơn chị lặng nhìn cuộc sống nha. Cô này là 49 tuổi rồi, 49 tuổi nhưng mà vẫn nâng mũi cúc cúc lờ lai cao tay nha. Tại thẩm mỹ viện cho bên mình nha. Thay đổi rất là nhiều luôn. Mũi này là rất là đẹp, mình để kiếm rớt hào ra mặt nha. Mũi này là hẳn nha. Michelin Đào chịu chơi dữ phải cô. Vừa 72 tuổi còn làm nữa là 49 em. Anh có 1 ca 72 tuổi đó, có thấy chưa? Diễm Minh Nguyễn đẹp quá luôn, cảm ơn Diễm Minh Nguyễn nha. Nhung Lê Thị giống 30 tuổi đẹp quá, cảm ơn Nhung Lê Thị nha. À, Nghi Trần ơi, em tính làm dịch vụ gì bên anh để anh tư vấn cho em nha. Chút xíu anh livestream xong anh tư vấn cho nha, Nghi Trần. Like cho cô. Cảm ơn mọi người nha. Ai cũng thích hết, ai cũng ủng hộ cho hết cô làm đẹp hết. Ủng hộ cô đúng rồi, mình sống được bao lâu hết mình cũng phải là làm đẹp như thế này thôi. Mình làm được đẹp được ngày nào hay ngày đó đúng không cô? À, cái gì phải làm lâu rồi đó. Mũi này là đi tìm ra nhiều lắm đúng không? Mũi này quá mà bây giờ làm để tìm hốt cô lại nha. Nguyễn Lan, mũi này bao nhiêu vậy? Mũi này là 35 triệu nha Nguyễn Lan. Chuyên xa bến thuyền xa bến đèo, anh là mỗi người nào cũng đẹp, em cũng thấy đẹp hết. Cảm ơn em nha, thuyền xa bến đò. Đúng rồi, rất thích mình làm thôi, đúng rồi, mình thích thì mình làm thôi nha. Cứ làm đẹp không quan tâm tuổi tác nha. Xuất sắc luôn anh ơi, cảm ơn em nha, anh chi. Mọi người ai đang theo dõi livestream này thì chia sẻ livestream nha cả nhà. Chia sẻ livestream để nhận ưu đãi nha. Làm đẹp với người như Việt nha. Con có thái rồi, con làm đẹp. Dạ. Đẹp mũi này về là làm là xuất sắc luôn. Con gái nữa, con gái nữa nó đòi đây là mà nó còn nhỏ, nó gỡ mấy cái hộp lớp 6 à. Dạ. Nó đỡ mẹ cho con chữa lên mũi. Cả đau mà hồi đó có đau thôi vậy. Con nhỏ. Tính đau đau lắm mà đâu có đau. Xin chào Lê Diễm nha, xin chào Lê Diễm nha. Đó, mọi người ai làm đẹp thì cứ an tâm mà làm nha. Làm đẹp thì chịu khó đẹp như thế này trong vòng 5 ngày nha cả nhà. Rồi mấy hôm sau là ổn nha. Đẹp rất là kỹ nha các bạn. Anh nộp đẹp trong vòng 10 ngày. Quên mất trong vòng 10 ngày thì mấy hôm sau là ổn nha cả nhà. 8 đến 10 ngày mình lên đây tháo đẹp nha. Xin chào Hoa Nguyễn nha, chia sẻ livestream cho anh chưa? Bữa rồi. Dạ đúng rồi, 8 hoặc 10, 10 là càng tốt nha. Nếu mà lớp thêm 10 bạn là 18 tuổi nha. Đó, năm 49 tuổi rồi, gần 50 tuổi rồi nha cả nhà. Làm đẹp bình thường, vô tư thôi. Làm đẹp là không quan trọng tuổi tác gì hết. Ủa sao lại không chia sẻ được ta, coi lại cho anh thôi coi nha.
nẹp là cao thôi chứ không cần phẫu thuật của anh, không phẫu thuật chứ em. Hồ Đắc Vũ Quỳnh, cái này là phẫu thuật là nha, chứ đâu có nẹp nào mà cao được cái mũi lên. Phẫu thuật nên là không đau đúng không? Cô này là cô nói chia sẻ thật lòng với cả nhà, chứ không phải là thế là ngồi là ngủ luôn. À dạ. À, chia sẻ thật lòng nha, chứ không phải là ấy đâu nha. Rửa rửa mặt không hỏi cho ngủ luôn, không biết sao luôn. Dạ. Cái chuyện kia mới biết. Anh dùng Facebook của em không biết cái nào luôn, cái nào cũng là của anh hết nha, cái nào cũng là của anh hết nha em. Có điều kiện là phải làm đẹp thôi, đúng rồi, có làm điều kiện nhưng mà phải tìm đúng chỗ đúng thôi để làm đẹp nữa nha. Để em vô chỉnh sửa chia sẻ ok em nha, để vô chỉnh sửa coi sao nha, cứ chia sẻ được mà. Mọi người ơi, ai đang theo dõi đây? Là phải làm đẹp thôi, đúng rồi, có làm điều kiện nhưng mà phải tìm chỗ, đúng rồi, phải làm đẹp.